Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em đang theo dõi chương trình và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Nga bị tổn thất đáng kể gần Izium. Hai tiểu đoàn Nga không may. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày thứ Tư 20 tháng 4, gần thị trấn Izium, vùng Kharkiv, quân Nga đã đọ sức với lực lượng vũ trang Ukraine và liên tục bị tổn thất đáng kể cả về nhân lực và trang thiết bị. Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở quận Izium. Địch không ngừng tấn công vào các vị trí phòng thủ của chúng tôi. Các binh sĩ của chúng tôi đang ở thế thượng phong. Ở đó, địch bị tổn thất đáng kể, kể cả các máy bay. Ngoài ra, còn có tổn thất nặng nề về nhân lực và xe thiết giáp. Quân đội Nga đã cố gắng tiến công trong khu vực Izium về phía thị trấn Slovyan trong 3 ngày qua, nhưng cho đến tối thứ Tư vẫn thất bại. Quân Nga đã triển khai tới 22 tiểu đoàn chiến thuật trong vùng Izium. Hai tiểu đoàn quân đoàn vũ trang tổng hợp 35 bị loại bỏ vòng chiến từ cuộc tổng công kích đợt 2. Nhiều tiểu đoàn Nga chỉ còn không quá 50% quân số. Trinh sát Ukraine phá hủy hai trạm quan sát ẩn nấp của quân Nga ở miền nam Ukraine. Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam đã phát hiện và phá hủy hai trạm quan sát ẩn nấp của quân Nga ở vùng Kherson, miền nam Ukraine. Các phương tiện truyền thông Nga cáo buộc trinh sát Ukraine mặc quân phục Nga xâm nhập vào vùng Kherson, bất ngờ tấn công các đơn vị Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine không khẳng định, cũng không bác bỏ giả thuyết này. Trong vùng Kherson, các khu định cư đang bị hỏa hoạn liên miên. Quân Nga cố gắng tiếp tục cuộc tấn công xung quanh Oleksandrivka, nhưng các nỗ lực đều không thành công. Ở vùng Mykolaiv, trong các khu định cư gần biên giới hành chính với vùng Kherson, quân xâm lược Nga đang ép buộc người dân địa phương phải bầu cử trong một cuộc bỏ phiếu giả và dưới sự đe dọa của vũ khí để bầu lên một chính quyền địa phương mới trung thành với quân xâm lược. Kẻ thù tiếp tục các cuộc tấn công bằng pháo vào các quận dân cư và dân thường của Mykolaiv. Tổng thiệt hại của quân địch ở biên giới phía nam của khu vực phòng thủ của chúng ta lên tới 34 chiếc xe tăng và 7 đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm pháo tự hành MSTACE, một bệ phóng nhiều hỏa tiễn, các xe thiết giáp. Arakamia và Podolia sẵn sàng lên đường đến Mariupol ngay khi có xác nhận từ phía Nga. David Arakamia, trưởng đoàn đàm phán Ukraine cho biết, ông và Mykhailo Podolia, cố vấn của tránh văn phòng tổng thống và là thành viên của phái đoàn, sẵn sàng lên đường tới Mariupol để hội đàm ngay khi nhận được xác nhận từ Nga. Mykhailo Podolia và tôi đã sẵn sàng đến Mariupol để hội đàm với phía Nga về việc di tản các đơn vị Ukraine đồn trú trong vùng và dân thường của chúng tôi, ông Arakamia cho biết như trên. Ông nhấn mạnh rằng các đại diện của phái đoàn Ukraine thường xuyên liên lạc với các lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Mariupol. Hôm nay, trong một cuộc trò chuyện với những người bảo vệ thành phố, một đề xuất đã được đưa ra rằng một vòng đàm phán được tổ chức ngay tại chỗ để di tản nơi đóng quân của chúng ta. Về phần chúng tôi, có thể tiến hành các cuộc đàm phán như vậy bất cứ lúc nào ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận từ Nga. Như đã đưa tin, Trung đoàn phó Azov, Đại úy Sviatoslav Palama cho biết, Trung tâm chỉ huy lực lượng phòng thủ Mariupol đã nói chuyện với David Arakamia và Mykhailo Podolyak vào ngày 20 tháng 4, là những người bày tỏ sự sẵn sàng đến Mariupol để hội đàm với các đại diện của Nga, Vladimir Medinsky và Leonid Slutsky, về việc di tản các đơn vị quân sự Ukraine. Đại úy Sviatoslav Palama nói, chúng tôi sẵn sàng di tản khỏi Mariupol với sự giám sát của một bên thứ ba nhằm giải cứu những người được giao phó cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi phải được mang theo vũ khí nhẹ của chúng tôi, được di tản những người bị thương, đưa thi thể những người đã ngã xuống và chôn cất họ trong danh dự ở những lãnh thổ không do Nga kiểm soát. Tổng thống Zelensky nói các đối tác bắt đầu hiểu rõ hơn nhu cầu của Ukraine. Các nhà ngoại giao Ukraine đang làm việc suốt ngày đêm để đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết điều này trong bài phát biểu video của mình tối thứ Tư ngày 20 tháng 4. Chúng tôi đang làm hết sức để bảo đảm hết sức việc cung cấp vũ khí cho quân đội của chúng ta. Mỗi ngày, tất cả các nhà ngoại giao của chúng ta
Tất cả các đại diện của chúng ta và cá nhân tôi đều làm việc liên tục thông qua tất cả các kênh có thể, chính thức và không chính thức, để đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ, ông nói. Vị nguyên thủ quốc gia lưu ý rằng các đối tác Ukraine bắt đầu hiểu rõ hơn về nhu cầu của Ukraine. Và chúng tôi rất vui mừng nói rằng, với sự lạc quan thận trọng, các đối tác của chúng ta đã bắt đầu hiểu rõ hơn về nhu cầu của chúng ta. Họ hiểu chính xác những gì chúng ta cần, và chính xác thì khi nào chúng ta cần tất cả những thứ này. Không phải trong vài tuần, không phải trong một tháng, mà là ngay lập tức, ngay bây giờ khi Nga đang cố gắng tăng cường các cuộc tấn công của họ. Theo truyền thống, trước khi phát biểu, Tổng thống đã ký một sắc lệnh về việc trao thưởng cho những người bảo vệ Ukraine. Zelensky nói, 203 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã được trao tặng các phần thưởng cấp nhà nước, 49 người trong số họ được truy tặng. Quân đội Ukraine tiêu diệt xe tăng, hệ thống hỏa tiễn phòng không và kho đạn của đối phương trong khu vực Donbass. Trong khu vực Luhansk, lực lượng Liên hợp Ukraine đã phá hủy một xe tăng, hệ thống hỏa tiễn phòng không và kho đạn của đối phương trong ngày thứ Tư 20 tháng 4. Chỉ trong một ngày, tại vùng Donetsk và vùng Luhansk, lực lượng Liên hợp Ukraine đã đẩy lùi thành công 9 đợt tấn công của đối phương. Kết quả là quân đội Ukraine đã phá hủy của Nga một hệ thống hỏa tiễn phòng không, một xe tăng, một xe pháo tự hành, 10 xe thiết giáp, 2 xe công binh đặc biệt, 2 xe cơ giới và một kho đạn. Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ một hỏa tiễn hành trình và 3 máy bay không người lái Oleg-10. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhắc lại rằng từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 20 tháng 4, tổng thiệt hại trong chiến đấu của Nga tại Ukraine lên tới khoảng 20.900 quân, 815 xe tăng, 2.087 xe thiết giáp, 391 hệ thống pháo binh, 136 hệ thống hỏa tiễn phóng loạt, 67 hệ thống tác chiến phòng không.
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã sẵn sàng cho bất kỳ hình thức hoán đổi nào vì lợi ích của người dân ở Mariupol. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã không chắc khi nào người dân thành phố cảng Mariupol có thể hết bị bao vây, nhưng Ukraine đã sẵn sàng cho bất kỳ hình thức trao đổi nào. Ông nói điều này tại một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ở Kyiv hôm thứ Tư. Tình hình ở Mariupol đang xấu đi. Thật không may, chúng tôi không thể đạt được bất kỳ kết quả tích cực nào ở đó. Vì vậy, tôi không biết khi nào Mariupol hết bị bao vây. Theo ông, có hai cách để mở khóa thành phố bị bao vây. Điều đầu tiên là hỗ trợ vũ khí hạng nặng nghiêm trọng mà chúng tôi đang trông cậy vào. Cho đến nay, chúng tôi không có đủ các thiết bị này. Cách thứ hai là ngoại giao. Cho đến nay, Nga vẫn chưa đồng ý điều đó, ông Zelensky nói. Ông Zelensky cũng nói rằng phía Ukraine sẵn sàng cho các hình thức trao đổi khác nhau bao gồm cả đối với quân đội Nga. Họ để lại cái xác chết rải rác và những người bị thương. Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ hình thức trao đổi nào vì lợi ích của người dân, cả quân đội và dân thường. Ông nói thêm rằng tất cả các quân nhân Ukraine ở lại Mariupol đều muốn giành chiến thắng và không ai sẽ từ bỏ vũ khí của họ. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.